Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục khuyến học của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập là một trong những chủ trương lớn của nhà nước ta nhằm mục đích nâng cao kiến thức, tay nghề, trình độ, nâng cao thu nhập cho mọi tầng lớp nhân dân. Tại Bắc Cạn, thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập cũng đã góp phần quan trọng vào phong trào khuyến học, khuyến tài và phát triển từng bước nâng cao nhận thức của người dân về ý thức học tập suốt đời. Việc xây dựng các mô hình học tập theo quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng được các cấp, các ngành trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Đến nay, phong trào học tập suốt đời đã được nhân rộng trong toàn tỉnh nhằm mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và phát triển các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập. Phong trào học tập suốt đời ấy, thì xây dựng xã hội học tập ấy, thì toàn thể nhân dân ở và người lao động trên địa bàn tỉnh thì cũng đã hưởng ứng tích cực. Trên thực tế, chủ trương xây dựng xã hội học tập đã được Bắc Cạn triển khai từ năm 2012 với sự phối hợp của tất cả các ban ngành, các đơn vị đã tích cực tham gia vận động các tầng lớp nhân dân học tập, nâng cao trình độ học vấn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 280.000 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, 166 lượt dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, gần 5.400 lượt thôn tổ dân phố và trên 2.000 lượt cơ quan đơn vị trường học đạt danh hiệu đơn vị học tập. Trên địa bàn ấy thì từ khi mà thực hiện cái quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về học tập suốt đời thì cái phong trào học tập trên địa bàn thành phố cũng có rất là nhiều điểm được đánh là khích lệ. Đó là về cái phong trào học tập trong nhân dân thì lúc đầu thì có những cái tư tưởng hoặc là có những cái suy nghĩ của những người là nghĩ là đến cái độ tuổi này thì có thể là không phải là cái độ tuổi học tập nữa, nhưng khi mà thực hiện theo cái đề án đó và thực hiện cái phong trào học tập suốt đời thì cái nhận thức nó đã thay đổi, có nghĩa là tất cả mọi người dân đều học tập, ai cần gì thì học nấy. Đặc biệt thời gian qua, phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng, các địa phương đã tích cực triển khai các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo phổ cập kiến thức tin học, ngoại ngữ cho người dân. Các đơn vị cũng lồng ghép các nội dung giáo dục chính trị, pháp luật tới các tầng lớp nhân dân. Việc phổ biến tuyên truyền khuyến học khuyến tài không chỉ là trong đối tượng là học sinh trong luồng giáo dục, mà là còn mở rộng các thành phần truyền tải, tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người nông dân. Đặc biệt là trong giai đoạn cơ chế hiện nay đòi hỏi cái yêu cầu trong sản xuất và cái nhận thức của người dân về ứng dụng tiến bộ khoa học lại rất cần. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, Trung tâm Học tập Cộng đồng của xã cũng đã thường xuyên tổ chức phối hợp cho cái đối tượng này, đó là người nông dân, tích cực thông qua các cái hoạt động của các tổ chức chính trị. Hội khuyến học tỉnh đã làm tốt công tác liên kết phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học khuyến tài, đồng thời tuyên truyền vận động các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và toàn dân thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc học tập và tham gia tích cực xây dựng xã hội học tập. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc xây dựng xã hội học tập ở Bắc Cạn vẫn còn những hạn chế. Nguyên nhân là do nhận thức về ý nghĩa, tác dụng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập còn hạn chế. Trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền một số địa phương, một số sở ban ngành chưa đúng mức. Từ đó, việc phân bổ nguồn lực cho các hoạt động này, đặc biệt cho việc xây dựng xã hội học tập chưa đáp ứng yêu cầu. Hội khuyến học vẫn tiếp tục củng cố và phát triển các mô hình học tập trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tập trung vào hai cái đề án lớn mà chúng tôi sẽ phải triển khai trong năm nay. Đó là đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030. Và cái đề án thứ hai là cái đề án đẩy mạnh xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030
trên địa bàn tỉnh. Để việc xây dựng xã hội học tập được hiệu quả và tăng tính thiết thực hơn nữa, thời gian tới công tác phối hợp được xem là nhiệm vụ then chốt. Bên cạnh đó, cần phải tăng cường công tác đầu tư nguồn lực từ nhà nước và các nguồn đóng góp xã hội hóa. Việc đào tạo cũng sẽ hiệu quả hơn khi đào tạo đúng đối tượng, đúng địa chỉ, gắn đào tạo đúng với nhu cầu thực tế. Ngoài ra, tỉnh Bắc Cạn cũng cần tăng cường xây dựng và phát triển các loại hình quỹ khuyến học, đảm bảo cơ sở tài chính, khuyến khích các phong trào thi đua và động viên các em học sinh, sinh viên, người lao động, người lớn vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập, rèn luyện. Do tình hình của dịch COVID-19 trên địa bàn có những diễn biến phức tạp, nên từ ngày 14 tháng 2, một số trường học đã lên phương án dạy học trực tuyến cho học sinh. Để thuận tiện cho việc dạy học, giáo viên có thể đến trường hoặc ở nhà dạy trực tuyến cho học sinh. Các trường sẽ giao cho giáo viên chủ nhiệm chủ động thời gian, địa điểm học để đảm bảo nội dung, chương trình học theo kế hoạch. Trên thực tế, ngay từ đầu năm học 2021-2022, các nhà trường đã có kế hoạch phương án tổ chức dạy và học trong điều kiện bình thường mới, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Đối với những nơi có điều kiện còn khó khăn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu học tập trực tuyến, thì ban giám hiệu các trường cũng có phương án giảng dạy, học tập phù hợp, đảm bảo truyền tải đầy đủ lượng kiến thức cốt lõi nhất đến học sinh. Trong năm 2022, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh để đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Thời gian qua, không chỉ có học sinh, giáo viên được động viên khích lệ kịp thời mà những gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, những người có sáng kiến hay được áp dụng vào thực tế đã được nhìn nhận và động viên. Qua đó không chỉ khích lệ bản thân cá nhân đó, mà còn tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy hơn nữa phong trào học tập ở người lớn trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào học tập suốt đời, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Xác định được ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm tham gia phong trào học tập suốt đời, Hội Nông dân các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ thị số 14 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hội, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong cán bộ, hội viên, nông dân. Nông dân tỉnh phối hợp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi để nâng cao nhận thức cho các hộ hội viên nghèo. Từ việc tín chấp rồi tập huấn chuyển giao thì kiến thức khoa học kỹ thuật của các hội viên nâng lên cho nên sản xuất có hiệu quả hơn. Trong những năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội nông dân các cấp được quan tâm, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt của hội từ tỉnh đến cơ sở. Hội nông dân các cấp đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ hội. Hoạt động các cấp hội có nhiều đổi mới, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở. Các cấp hội đã tổ chức được trên 2.000 lớp tập huấn với 115.500 lượt hội viên tham gia, cung ứng hơn 260 tấn phân bón theo hình thức trả chậm, 62.000 con giống và 43.000 cây giống, vận động hội viên nông dân thực hiện các mô hình khuyến nông, đưa giống mới vào sản xuất, hướng dẫn hội viên nông dân tham gia các mô hình kinh tế tập thể, từ đó góp phần thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển, khích lệ hội viên nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, vượt khó vươn lên làm giàu, tích cực triển khai các lợi thế tiềm năng đất đai, lao động để phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mô hình sản xuất chăn nuôi có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được phát hiện và nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh có 10.874 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tập huấn như này thì mình học hỏi kinh nghiệm để mà làm phân vi sinh. Trước thì ngày xưa thì mình không biết. Thì mình chỉ lấy đi chặt cái cây cỏ gọi là cái trong là ngâm xuống ruộng, bừa xong là ngâm xuống ruộng luôn. Còn bây giờ thì đi được tập huấn thì về bây giờ mình lại mang về ủ với lại phân cháu này. Ủ trong một thời gian thì cái phân này nó hoai mục thì mình mang đi bón cho cây trồng. Thông qua các phong trào thi đua của Hội Nông dân, phong trào học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên nông dân về kỹ năng, kiến thức, phương pháp sản xuất, biết hạch toán trong sản xuất kinh doanh, hướng dẫn nông dân liên kết, hợp tác theo các nhóm hộ với nhau, sản xuất cùng một loại sản phẩm theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm tổ chức lại sản xuất,
tích tụ ruộng đất theo mô hình liên kết hợp tác sản xuất, nâng cao giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm. Nhiều nông dân đã mạnh dạn nghiên cứu sáng tạo các giải pháp sáng chế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến đây thì thời lượng của chuyên mục khuyến học đã hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.